Một bạn có bố số điện thoại cuối là 2038 chia sẻ: "Đầu tiên chúc anh chị trong ban biên tập mạnh khỏe và có những phút giây làm việc thật vui vẻ. Qua chương trình em nhờ anh chị phát tặng ca khúc Sài Gòn ơi Corona rồi sẽ qua, sáng tác Võ Cường, hòa âm Hiền Viên Nguyễn do Viết Xanh thể hiện, gửi đến tất cả khán giả cả nước với lời nhắn: Dù cuộc sống này rất khó khăn, nhưng những chiến sĩ tuyến đầu oằn mình chống dịch, giành lại từng hơi thở cho sự sống bao người. Em tin rằng chúng ta nhất định sẽ chiến thắng đại dịch này. Em xin được cảm ơn anh chị biên tập chương trình." Sài Gòn vắng, thời gian như ngừng lại. Phố xa quạnh hiu, hàng cây rơi rơi lá buồn. Ánh đèn đêm soi trong cô đơn, rơi vào thinh không. Sài Gòn tôi ơi. Phồn hoa đâu rồi, dắt dìu người qua mà tiếng còi hú dài làm con tim ta xót xa. Sài Gòn tôi ơi, Sài Gòn tôi ơi, đại dịch Corona ngày đêm gặm nhấm đời đang dâng cao, giờ đây bỗng rơi vào trầm lắng. Những chiến sĩ áo trắng oằn mình giữa lốc xoáy, giành lại từng hơi thở, nụ cười, phút giây bình yên cho bao người. Sài Gòn tôi yêu ơi, ngày mai cuộc chiến rồi sẽ chiến tình yêu thương đầy vơi, để chiến thắng đại dịch Corona. Phố xa lại như xưa, thăng hoa Sài Gòn ơi. Sài Gòn vắng, thời gian như ngừng lại. Phố xa quạnh hiu, hàng cây rơi rơi lá buồn. Ánh đèn đêm soi trong cô đơn, rơi vào thinh không. Sài Gòn tôi ơi. Phồn hoa đâu rồi, dắt dìu người qua mà tiếng còi hú dài làm con tim ta xót xa. Sài Gòn tôi ơi, Sài Gòn tôi ơi, đại dịch Corona ngày đêm gặm nhấm đời đang dâng cao, giờ đây bỗng rơi vào trầm lắng. Những chiến sĩ áo trắng oằn mình giữa lốc xoáy, giành lại từng hơi thở, nụ cười, phút giây bình yên cho bao người. Sài Gòn tôi yêu ơi, ngày
sẻ chia tình yêu thương đầy vơi, để chiến thắng đại dịch Corona, phố xa lại như xưa. Lại như xưa, thăng hoa Sài Gòn ơi.